Chào mừng các con quay lại lớp học trực tuyến của môn công nghệ 7. Trước khi vào bài học, các con cùng lấy sách vở ra ghi bài, tập trung nghe giảng và trả lời các câu hỏi cô đưa ra. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung của phần chăn nuôi. Đối với cây trồng hay vật nuôi, nguồn dinh dưỡng là nhu cầu thiết yếu để sinh trưởng và phát triển. Nguồn dinh dưỡng từ đâu? Đó chính là từ thức ăn. Vậy thức ăn vật nuôi là nguồn cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi hoạt động sống của vật nuôi như sinh trưởng, phát triển, sản xuất ra các sản phẩm như thịt, trứng, sữa. Để tìm hiểu rõ hơn về phần này, cô và các con cùng vào bài 37, thức ăn vật nuôi. Chúng ta sẽ nghiên cứu hai phần. Thứ nhất là nguồn gốc của thức ăn vật nuôi. Phần thứ hai đó là thành phần dinh dưỡng trong thức ăn vật nuôi. Cô trò chúng ta cùng vào phần 1 La Mã. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm thức ăn vật nuôi là gì vào phần 1 nhỏ thức ăn vật nuôi. Ở phần này, các con sẽ quan sát hình 63, trang 99 sách giáo khoa. Hãy nối các bức tranh vật nuôi ở bên trên với các bức tranh thức ăn ở phía dưới và cho biết các vật nuôi đang ăn thức ăn gì. Khi quan sát các bức tranh ở bên trên, đó chính là hình ảnh vật nuôi, trâu, gà và lợn. Trâu sẽ ăn thức ăn là cỏ, cám hỗn hợp, rơm rạ và thóc còn sót lại khi ăn rơm rạ. Gà sẽ ăn thức ăn là cám và thóc. Lợn sẽ ăn thức ăn là cám và thóc. Thóc ở đây đã được tách chấu, sẽ có giá trị dinh dưỡng cao. Lợn sẽ dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt. Vậy ngoài các loại thức ăn vừa rồi, các con hãy đưa thêm các loại thức ăn khác đang dừng nuôi, trâu, lợn và gà. Cô sẽ gợi ý một số loại thức ăn như sau. Như trâu, ngoài thức ăn là rơm rạ thì còn sử dụng thức ăn hỗn hợp công nghiệp hoặc phối trộn ngô và sắn lúa hoặc là ủ chua, cỏ và rau tươi. Còn gà có thể sử dụng thêm những thức ăn dạng hỗn hợp công nghiệp, thức ăn giàu đạm ví dụ như chuồn quế, cá hoặc là tôm, cua và ốc được giã nhỏ cùng những loại rau củ quả. Chúng ta có thể tách riêng hoặc phối trộn các nhóm thức ăn này theo tỷ lệ thích hợp. Tiếp theo là lợn. Lợn sẽ sử dụng thức ăn, ví dụ như thức ăn hỗn hợp công nghiệp hoặc thức ăn giàu đạm, tạo dạng bột hoặc là rau hạt tươi, giàu vitamin. Đó là một số thức ăn cho trâu, lợn và gà. Bây giờ các con cùng trả lời cho cô câu hỏi. Cho gà, lợn ăn thức ăn là rơm, dạng, cỏ khô có được không và vì sao? Các con cần trả lời được, đó là không, vì đặc điểm sinh lý tiêu hóa của chúng không phù hợp với rơm, rạ và cỏ khô. Hãy dành một chút thời gian để quan sát hệ tiêu hóa của trâu bò, hệ tiêu hóa của gà và hệ tiêu hóa của lợn. Với hệ tiêu hóa của trâu bò thì dạ dày có 4 túi là dạ cỏ, lá sách, múi khế và tổ ong. Trong đó dạ cỏ có diện tích lớn nhất, có vi sinh vật sinh sống cộng sinh giúp tiêu hóa rơm rạ một cách thuận lợi. Còn hệ tiêu hóa của gà thì dạ dày bé hơn nên thường ăn những thức ăn dạng bột hoặc là dễ tiêu hóa. Với hệ tiêu hóa của lợn, chúng ta quan sát thấy đây là dạ dày đơn. Yêu cầu tiếp theo, các con làm bài tập 1 nhỏ, phần 1 La Mã, trang 74, vở bài tập công nghệ 7. Sau khi đã hoàn thiện bài tập, các con cùng ghi vào vở nội dung chính cho cô. Với thức ăn vật nuôi, mỗi vật nuôi chỉ ăn được những loại thức ăn nào phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hóa của chúng, như lợn sẽ ăn cả thức ăn động vật lẫn thức ăn thực vật và không ăn được rơm khô như trâu bò. Gà sẽ thích ăn những hạt ngô, thóc và sâu bọ. Trâu bò chỉ ăn được thức ăn thực vật như cỏ cây và không ăn thịt. Sau khi tìm hiểu được thức ăn vật nuôi là gì, bây giờ các con cùng xem một đoạn phim cho biết loại thức ăn có nguồn gốc từ đâu. Oh,
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng vào phần 2 nhỏ. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi. Trước tiên, các con quan sát hình 64, hoàn thành bài tập 2 nhỏ phần 1 La Mã, trang 74 vở bài tập và bảng sau. Hãy điền tên các loại thức ăn tương ứng với nguồn gốc thực vật, động vật và chất khoáng. Với nguồn gốc là thực vật, thức ăn sẽ là cám, ngô, sắn, khô dầu đậu tương. Với nguồn gốc là động vật, thức ăn sẽ là mục cá và chất khoáng, đó chính là premix khoáng và premix vitamin. Vậy với nguồn gốc từ thực vật, cô sẽ gợi ý một số loại thức ăn như sau, ví dụ như dưa hấu hoặc cà rốt, rơm dạ, rau hoặc là các loại hạt. Còn nguồn gốc từ động vật, ví dụ như chuồn quế, cá, châu chấu, các loại ốc, cua và bột xương. Và nguồn gốc thứ ba, đó chính là nguồn gốc từ chất khoáng, ví dụ như các loại vitamin, loại muối khoáng, đá liếm cho trâu bò, các loại hạt phụ gia. Vậy, nguồn gốc thức ăn vật nuôi sẽ gồm có nguồn gốc từ thực vật là được chế biến từ nguồn thực vật thiên nhiên, nguồn gốc từ động vật là được chế biến từ nguồn nguyên liệu động vật để chăn nuôi, ví dụ như bột cá, bột tôm, thịt và bột xương. Thức ăn có nguồn gốc là các chất khoáng là dưới dạng muối, không độc, chứa canxi, phốt pho, natri, clo, sắt và đồng. Các con cùng ghi lại cho cô phần này vào trong vở. Vậy sau khi tìm hiểu về nguồn gốc thức ăn vật nuôi, chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi. Các con chuyển sang phần 2 La Mã, thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi. Ở phần này, các con sẽ quan sát bảng 4 và trả lời câu hỏi. Hãy nhận xét nguồn gốc của mỗi loại thức ăn trong bảng 4, làm bài tập 1 nhỏ, phần 2 La Mã, trang 74, vở bài tập. Ở đây cô đưa ra một số loại thức ăn là rau muống, khoai lang củ, rơm lúa, ngô và bột cá. Chúng ta nhận thấy với nguồn gốc từ thực vật có rau muống, khoai lang, rơm lúa và ngô, còn nguồn gốc động vật là bột cá. Trong đó cũng có nguồn gốc từ chất khoáng, vitamin. Sau khi hoàn thiện bài tập, các con cùng trả lời cho cô câu hỏi: thức ăn vật nuôi có những thành phần nào? Nêu chức năng của các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn vật nuôi. Với câu hỏi này, các con cần trả lời được như sau. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi sẽ gồm hai phần chính, đó chính là nước và chất khô. Nước là chất hòa tan, vận chuyển và điều hòa thân nhiệt. Chất khô sẽ gồm có glucid là cung cấp năng lượng, tạo thành mỡ, sữa. Protein cung cấp vật liệu xây dựng các cơ quan, bộ phận, các hệ cơ quan trong cơ thể con vật. Lipid cung cấp năng lượng, dung môi hòa tan vitamin. Vitamin thì điều hòa hoạt động sống của cơ thể, giúp cơ thể phát triển, chống vi trùng gây bệnh, giúp tiêu hóa và giữ thăng bằng hệ thần kinh. Còn chất khoáng là tham gia cấu tạo xương và các cơ quan. Các con hãy quan sát hình 65 và trả lời cho cô câu hỏi trong vở bài tập phần 2 của mục 2 La Mã, trang 74. Hãy nêu tên của các loại thức ăn tương ứng với ký hiệu của từng hình tròn A, B, C, D và E. Câu trả lời của cô như sau. Tương ứng với hình A, đây là thành phần và tỷ lệ nước, chất khô của rau muống. Hình B là của rơm lúa. Hình C là của khoai lang. Hình D là của ngô hạt. Và hình E là của bột cá. Vậy với phần 2 La Mã, thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi, các con sẽ chú ý ghi vào vở cho cô. Thứ nhất, thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi sẽ gồm nước và chất khô.
Trong chất khô sẽ có protein, lipid, glucid, khoáng và vitamin. Và mỗi loại thức ăn sẽ có tỷ lệ thành phần dinh dưỡng khác nhau. Vậy với bài học ngày hôm nay, các con cần ghi nhớ được 3 ý chính. Thứ nhất, thức ăn vật nuôi chỉ ăn được những thức ăn nào phù hợp với đặc điểm sinh lý tiêu hóa của chúng. Nguồn gốc thức ăn là có nguồn gốc từ thực vật, động vật và chất khoáng. Còn thành phần dinh dưỡng sẽ gồm có nước và chất khô. Trong chất khô sẽ có protein, lipid, glucid, vitamin và chất khoáng. Chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần củng cố. Ở phần củng cố, các con sẽ cùng ôn tập qua 2 câu hỏi. Câu thứ nhất, thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ A là thực vật, động vật và vitamin, B là động vật, chất khoáng và vitamin, C thực vật, động vật và chất khoáng, D thực vật, vitamin và chất khoáng. Đáp án của cô chính là phương án C, thực vật, động vật và chất khoáng. Câu hỏi thứ hai, thành phần dinh dưỡng nào có trong thức ăn vật nuôi? Vậy trong 4 phương án này, phương án chính xác đó là phương án A, sẽ gồm nước và chất khô. Trong chất khô sẽ có protein, lipid, glucid, vitamin và chất khoáng. Vậy bài học của chúng ta hôm nay đã hoàn thiện. Các con về nhà ôn tập và ghi nhớ bài, đọc và chuẩn bị trước bài 38. Chào các con và hẹn gặp lại ở buổi học lần sau.